Em cái chủ đề mà hôm nay Huy muốn nhắc tới, có rất nhiều thứ để nói đến cái con chat GPT này. Nhưng mà có một cái chủ đề mà hôm nay Huy muốn nhắc đến anh chị em, đó là gì ạ? Đó là làm thế nào để kiếm tiền cùng với cả con chat này mà không cần phải đụng đến dòng code nào cả, không cần đụng đến một cái prompt nào cả. Prompt tức là cái câu lệnh anh chị em, lời nhắc ấy. Đúng không ạ? Không cần. Vẫn kiếm được tiền. Đấy. Cho anh chị em xem cái thống kê thu nhập của Huy nhá. Chuyển sang cái xe. Ok nhá. Đây. Đây là số tiền mà mình đã kiếm được. Doanh số nhá. Số tiền kiếm được nhá. Đấy, cái bên này là gì ạ? 4 triệu 2, được chưa? Đấy. Rồi. Bên này là 2 triệu 9. Được chưa? Anh chị em thấy không ạ? Bên này là 2 triệu 9 này. Đấy. Bên này là 4 triệu 2 này. Đây là hai cái tài khoản khác nhau nhé. Hai tài khoản khác nhau nhé. Đấy. Anh chị em thấy không? Như vậy là gì ạ? Chỉ với 2 tuần thôi là tổng số tiền mình kiếm được là bao nhiêu? 2 triệu 9 cộng với 4 triệu 2 tính nhanh nó rơi khoảng 7 triệu. Đấy. 2 tuần làm chơi chơi kiếm được khoảng 7 triệu. Mà cái tuần đầu tiên ấy, cái tuần đầu tiên là mình chưa biết nó là cái gì cả. Chưa biết nó là cái gì. Mình chỉ vứt đại mấy cái đường link này, không biết nó là cái gì, thì đã kiếm được là gì ạ? Đã kiếm được hơn 2 triệu. Sau đó tuần sau mình bảo là gì ạ? Cố thêm một tí nữa xem sao, thì kiếm được gần 5 triệu. Đấy. Đấy mới là tuần thứ hai thôi anh chị em. Mới tuần thứ hai. Thế anh chị em nghĩ sao? Mà mình không mất thời gian nhiều đâu, mình chẳng bận gì đâu. Không bận, không mất thời gian gì nhiều. Chủ yếu là gì ạ? Là gửi mấy cái đường link thôi. Bao nhiêu anh chị em muốn Huy hướng dẫn anh chị em từng bước để mà gì ạ? Để mà có thể có được cái thu nhập như vậy, không cần phải chốt sale, không cần phải bán hàng, cũng không cần phải sản phẩm, cũng không cần phải lo về đóng gói hàng hóa, cũng chẳng phải lo về gì ạ, cũng chẳng cần phải có kiến thức luôn. Chẳng cần phải có kiến thức, chẳng cần phải có kỹ năng, chẳng cần phải hiểu về chat GPT nó là cái gì, cũng không cần có tài khoản luôn. Bao nhiêu anh chị em muốn nó kiếm 7 triệu trong vòng 2 tuần mà Huy cũng mới bắt đầu nhá. Cái này Huy cũng mới bắt đầu luôn. Chứ không phải là Huy làm nhiều năm đời trời với cái này rồi, tức là mình phải có nhiều kinh nghiệm lắm rồi mới làm được, không phải. Mình cũng mới giống như anh chị em mới 2 tuần, chat GPT nó rất mới, hầu hết chúng ta ở đây là mới, Huy cũng mới. Huy mới chỉ nghiên cứu nó được khoảng độ 2 tuần này, từ khoảng độ đầu đầu tháng 2 thì bắt đầu nghiên cứu về nó. Sau đó thì ạ, sau đó thì bây giờ Huy chuẩn bị ra cuốn sách này, chuẩn bị viết xong cuốn sách, chuẩn bị bán cuốn sách đấy rồi. Đấy, đã có khóa học rồi, đã có nhóm gọi là nâng cao cao cấp rồi, đã bán được những cái khóa học gọi là 2 triệu rồi. Anh chị em, đấy là gì ạ? Đấy là cái tốc độ làm việc của mỗi người, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay Huy hướng dẫn anh chị em cách kiếm tiền một cách đơn giản, không cần gì phải, không cần phải kỹ thuật, không cần phải cao siêu gì hết. Bao nhiêu anh chị em muốn à? Muốn thì comment là xuống là gì ạ? Là comment là tôi ạ, comment là tôi nếu anh chị em muốn. Ok không ạ? Không cần phải kỹ thuật nhiều, kỹ thuật cao siêu rồi, hiểu biết ABC không cần nhiều. Anh chị em chỉ cần làm theo đúng công thức, đúng đúng hướng dẫn là anh chị em vẫn có thể là gì ạ? Là kiếm được cái con số giống như của Huy, thậm chí là nhiều hơn nếu anh chị em chăm chỉ. Bởi vì Huy, anh chị em tưởng tượng là Huy có rất nhiều việc phải làm. Đó, mình có rất nhiều việc phải làm, không tập trung 100% vào cái việc này được. Đấy, thực tế là mình tự nhận thấy là mình không tập trung, mình tự nhận thấy là mình không chăm sóc, mình không không kỹ càng. Đấy, mình không chu đáo, mình không cẩn thận. Cho nên rất nhiều anh chị em ở trong trong cái nhóm của Huy là cũng là gì ạ? Là Huy cũng không chăm sóc được tận tình từng người. Đáng ra là mình chăm sóc từng người, gọi điện hỏi thăm thế này kia, nhưng mà không. Kệ, vứt đấy, thế mà vẫn có tiền. Đấy là bởi vì Huy rất là bận, mình không có thời gian để mà làm đấy. Nếu mà tính ra mỗi ngày Huy dành cho nó khoảng độ 1 tiếng trong vòng 1 tuần, mỗi ngày dành ra khoảng độ 1 tiếng gì đó, tổng thời gian mình dành cho cái công việc mà chia sẻ này không đến 1 tiếng đâu anh chị em, không đến 1 tiếng. Đấy, nếu mà anh chị em làm thì Huy đảm bảo anh chị em không cần đến 1 tiếng, không cần đến 1 tiếng một ngày, trong vòng 7 ngày hoàn toàn có thể kiếm được từ 2 đến 5 triệu. Đây là cái con số mà Huy đã làm thực tế, không nói điều không nói ngoa, không nói quá một tí nào. Cũng không bảo là anh chị em có thể kiếm nhiều hơn, ít hơn, đấy là tùy vào năng lực mỗi người. Nhưng mỗi ngày anh chị em dành 1 tiếng, hoàn toàn anh có thể kiếm được từ 2 đến 5 triệu. Ok không ạ? Rồi, thế thì cái cách kiếm tiền này như thế nào?
Đó là gì ạ? Đó là chúng ta giới thiệu mọi người tham gia một cái khóa học miễn phí 2 ngày của bên gì ạ? Học viện AI. Lúc mà Huy biết đến Học viện AI thì cũng rơi vào khoảng ngày 8 tháng 2. Hôm nay là 23 tháng 2, tức là nó chỉ rơi vào 2 tuần gì đó, đúng không ạ? Thì lúc đấy Huy cũng chưa hiểu nó là cái gì cả. Huy cũng chưa từng học bên đấy, cũng chẳng biết cái anh Cao Vương đấy là anh nào. Đấy. Thế nhưng mình làm gì ạ? Mình bảo thôi được rồi, đường nào học miễn phí thì mình vào mình học thôi. Đấy, sau đó thì sao ạ? Mình chia sẻ cái đường link trên trang cá nhân của mình. Thế có mấy người vào họ cũng đăng ký họ học. Nhưng mà ai rè đâu. Mình tưởng không hay nhưng mà nó hay không tưởng. Thế làm sao ạ? Thế là mình mua cái khóa học đấy. Thực ra cái việc mua khóa học không quan trọng nhé. Khóa học đấy là mình mua bởi vì là mình thấy nó hay. Còn không mua khóa học đấy, mình vẫn kiếm tiền bình thường. Anh chị em không cần phải mua khóa học nhé. Ý ở đây vì nói là không cần phải mua khóa học thì mới kiếm được tiền. Chứ còn anh chị em thích, anh chị em cứ mua bình thường nhé. Thế thì không cần phải mua khóa học vẫn kiếm được tiền. Và khi đó làm sao ạ? Những cái người mà Huy giới thiệu ấy, họ cũng mua cái khóa học nâng cao. Đấy, họ mua khóa học nâng cao. Và khi họ mua khóa học nâng cao ấy, dựa trên cái link mà đăng ký mà Huy đã gửi. Cái hồi đấy, lúc đấy gửi thì cũng rất là vô tư, cũng không hiểu gì cả. Chỉ thấy là, à có khóa học miễn phí thì gửi cho anh em. Đúng một cái tinh thần là gì ạ? Là cho đi thôi. Cũng chưa biết là nó kiếm tiền kiểu gì đâu anh chị em ạ. Thế mà cuối cùng kiếm được hơn 2 triệu, mình mới wow, mình mới bất ngờ, mình mới ngỡ ngàng anh chị em ạ. Mình không nghĩ là mình chỉ đi là gì ạ? Giúp mọi người thôi mà mình lại kiếm được hơn 2 triệu trong cái tuần đấy. Thế mình bảo là thế nếu mà mình bỏ nhiều sức hơn thì liệu mình có kiếm được nhiều hơn không nhỉ? Và đúng như vậy là gì ạ? Tuần thứ hai là mình kiếm được gần 5 triệu. Tức là mình bỏ hơn sức hơn một tí. Đấy, còn cái tuần đầu tiên mình bỏ ra đúng một ngày kiếm được 2 triệu. Đấy, thì mình bảo là thế bây giờ mình bỏ thêm một tí nữa. Đấy, thế là tuần thứ hai thì mỗi tuần mình bỏ ra khoảng độ tiếng gì đấy, tổng thời gian một tiếng một ngày. Ừ, thì cái kết quả nó tốt hơn. Ok không ạ? Đấy. Thế thì khi mà Huy chia sẻ cái đường link giới thiệu đấy thì cái người mà khách hàng của mình ấy, khi mà họ mua hàng ấy thì mình được 20%. Ví dụ họ mua một cái khóa học là 1 triệu thì mình được 200 nghìn. Họ mua khóa học là 5 triệu thì mình được 1 triệu. Đấy. Mà mình có phải bán hàng không ạ? Không phải bán hàng. Có phải chốt sale ạ? Không phải chốt sale. Cũng chẳng phải chăm sóc, cũng chẳng phải hướng dẫn gì cả. Tất cả mọi thứ là gì ạ? Là có người hướng dẫn hết, có người chăm sóc hết. Không cần phải làm. Được không anh nhỉ? Thế mới hay, mình thấy dễ thật, kiếm tiền dễ thật. Đó. Thế thì khi mà chúng ta chia sẻ cái đường link đó với một cái tinh thần đó là giúp đỡ mọi người cho đi. Nhưng mình lại gì ạ? Mình lại có một cái cơ hội kiếm tiền. Bao nhiêu anh chị em thích cái cách kinh doanh này, cách mô hình kinh doanh này. Đấy, nó rất là thông minh, rất là dễ. Đấy, rất là nhàn, nó phù hợp với phần lớn tất cả anh chị em, kể cả anh chị em đang có một công việc làm ổn định. Mình có thể là gì ạ? Túc tắc làm thêm, tranh thủ một ngày mình đăng 2-3 lượt gì đấy. Ví dụ buổi sáng mình đăng một 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 tin, buổi trưa mình đăng một tin, buổi tối mình đăng một tin, trước khi đi ngủ mình đăng một tin. Thì mỗi một tin như vậy anh chị em mất đâu đó khoảng độ tầm 10 phút, thì 4 lần mất độ khoảng độ tầm 40 phút, thế là xong. Những cái tin như vậy Huy sẽ hướng dẫn anh chị em lấy ở đâu, những cái bài viết đấy Huy sẽ hướng dẫn anh chị em lấy ở đâu. Thực ra là gì ạ? Là chỉ cần copy paste thôi, không cần khó. Bao nhiêu anh chị em gọi là nghĩ rằng mình có thể làm được, dành ra khoảng độ 40 phút đến 1 tiếng một ngày để mà gọi là chia sẻ lan tỏa giá trị thì comment xuống là gì ạ? Làm được. Có nhiều người bảo anh ơi cái này khó, không biết em có làm được không, chưa biết nó là cái gì đã kêu khó rồi. Và tất cả những cái người mà kêu khó như vậy ấy, thì không phải việc này đâu, việc dễ họ cũng chẳng làm được. Cho nên là đầu tiên ấy là anh chị em nghĩ rằng mình dành ra khoảng độ 40 phút đến 1 tiếng một ngày thì liệu có làm được không. Có nhiều người họ chưa biết nó là cái gì, họ cứ kêu khó lắm. Khó nó thành cái bản năng này, khó nó thành cái gọi là thói quen này. Và những cái người mà chưa làm đã kêu khó thì là Huy gặp là Huy ghét lắm. Nói thật đấy anh chị em, ghét cực kỳ luôn. Bởi vì ngày xưa Huy cũng thế. Ngày xưa Huy cũng thế, cứ đụng cái gì kêu khó, đụng cái gì khó. Và cứ kêu khó là sao ạ? Khó thì não nó đóng lại, mình không cố gắng, mình không nghĩ ra cách. Nhưng khi mà mình nghĩ là gì ạ? À mình làm được. Khi mình nghĩ mình làm được sao bác? À mình nghĩ cái này không được, mình nghĩ cái kia, cái kia không được, mình nghĩ cái khác không được, mình hỏi người này không được, hỏi người kia không được, hỏi người khác. Hỏi đến khi làm được thì thôi, bởi vì mình tin rằng mình làm được. Đấy, cho nên đầu tiên là chúng ta phải xác nhận, xác định với nhau, đó là một cái niềm tin, đó là tôi có thể làm được. Ok không ạ? Huy làm được, anh chị em chắc chắn làm được. Anh chị em có làm dễ hơn Huy. Ok không ạ? Nhá, rồi. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái cụ thể nhé. Cái cụ thể nhé. À, ở đây.
Ở đây thì là cái tài khoản này thì bắt đầu từ cái việc mà chúng ta đăng ký nhá. Cái bước đầu tiên là chúng ta đăng ký, đúng không ạ? Chúng ta đăng ký dựa trên cái đường link này. Đây cái đường link này nhá. Vì sao chép cái đường link này, đã sao chép anh chị em nhìn thấy cái đường link ở bên tay góc cùng, trên cùng bên phải chưa? Đấy. Nhá. Vì sao chép cái đường link này, có cái ô vuông này. Hai cái ô vuông lồng lên nhau đây này. Mời cộng tác viên với cái mã này VS8UFP này. Sao chép cái này này. Được chưa? Đấy. Anh chị em nào mà chưa đăng ký trở thành đại sứ hay cộng tác viên của cái mạng lưới học viện AI này chưa? Nếu mà chưa thì comment là chưa. Còn rồi thì comment là rồi. Đấy. Hoặc là anh chị em nào đã đăng ký dưới cái đường link của Huy thì comment là số 1. Ừ. Anh chị em nào không không đăng ký dưới cái mạng lưới của Huy thì comment số 2. Huy vẫn hỗ trợ bình thường anh chị em nhé. Vì là Huy là trao giá trị cộng đồng, anh chị em đăng ký ở chỗ nào cũng được. Nếu mà ai đã đăng ký dưới cái link của Huy rồi thì Huy xin cảm ơn anh chị em, biết ơn đội ơn anh chị em rất nhiều, đúng không ạ? Ừ. Anh chị em đăng ký ở chỗ khác cũng không sao cả, Huy vẫn hướng dẫn bình thường. Đấy, vẫn cảm ơn anh chị em bởi vì sao ạ? Bởi vì anh chị em vẫn đang góp phần để lan tỏa cái giá trị. Đấy, được chưa ạ? Huy với cả học viện AI là gì ạ? Là không biết nhau trước đây, không biết nhau, nhưng bây giờ thì biết nhau rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái năng lực của Huy, Huy làm để cho họ thấy rằng là à, có một cái ông làm rất kinh, rất mạnh, lan tỏa rất là nhanh. Đó. Đấy, thì mình làm thì họ tự nhiên họ sẽ để ý đến mình thôi. Đó, còn trước đây thì không biết học viện AI là gì cả anh chị em nhé, cũng không quen thân, cũng không có mối quan hệ, cũng chẳng biết họ là ai ấy. Đấy, ok ạ. Rồi thế thì anh chị em nào mà chưa đăng ký nhá thì mình gửi cái đường link vào đây, anh chị em đăng ký được rồi nhé, gửi cái đường link vào trong này đi, gửi vào trong nhóm ứng dụng nữa nhé. Đấy, anh chị em đăng ký. Đó, mình hướng dẫn anh chị em đăng ký luôn, được chưa? Rồi bây giờ đi mở một cái tab mới này, đi dán cái đường link này vào này. Được chưa? Mình đi rất là chậm từng bước cho anh chị em hiểu từ những cái người chưa biết gì anh chị em nhé. Thì đầu tiên đấy, mình nhập cái email của mình vào đây. Ví dụ như là mình có cái email là quanghuy.vtut@gmail.com. Được chưa? Mình nhấn tiếp tục. Tại sao nhập email vào ạ? Để nó check xem là cái email này đã nằm trong hệ thống chưa. Tức là nhiều khi ấy, cái email này ấy, đã đăng ký ở một cái đại sứ là của người khác rồi. Thì làm sao ạ? Thì nó bảo là ông có đăng mật, ông có tài khoản rồi, ông nhập mật khẩu vào đây. Nhưng mà nó kiểm tra là email này chưa có trong hệ thống thì nó sao bảo? Nó bảo mình sao ạ? À, ông khởi tạo tài khoản đi. Điều này có nghĩa là gì ạ? Điều này có nghĩa là anh chị em đã gì ạ? Đã mời một người bạn họ đăng ký dưới cái link của anh chị em. Thì sau này có ai đó mời họ cũng bằng cái đường link đại sứ của họ thì làm sao ạ? Thì chúng ta cũng không sợ bị mất cái người mà chúng ta đã chia sẻ. Như vậy là những thứ mà chúng ta đã làm, chúng ta đã chia sẻ là nó được gì ạ? Nó được gìn giữ, nó được lưu giữ, đúng chưa? Đấy. Rồi. Thì bắt đầu chúng ta đưa số điện thoại của chúng ta vào đây. Đấy. Rồi. Với mật khẩu, chúng ta đặt một cái mật khẩu. Được chưa? Để nó hoàn thành. Như vậy là chúng ta đã gì ạ? Đăng ký thành công. Dễ không anh chị em? Đấy. Tôi chưa có cái đấy trên màn hình đâu Ơ? Không nhìn thấy à? Ôi giời. Sorry anh chị em. Ôi giời. Thế mà không chịu nói. Thế là đăng ký xong cái nữa thôi. Rồi không sao. Mình lại tắt đi. Mình lại làm cái mới. Mình lại làm cái khác anh chị em nhé. Rồi Huy chia sẻ, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái con chuột với cả cái web Huy đang Đã này chưa? rồi. Đấy, bây giờ mình vẫn lại vào cái gì ạ? Vào cái đường link này nhá. Làm lại nhá. Làm từng bước rất chậm để ai cũng có thể làm được anh chị em nhé. Đơn giản dễ vô cùng. Đấy. Rồi, nhập một cái email vào đây. Được chưa? Nhập cái email vào đây. Rồi, Huy có nhiều email lắm. Rồi nhập vào đây, nó sẽ hỏi xem là nó sẽ tìm kiếm xem email đấy có trong hệ thống chưa. Chưa có hệ thống thì nó sẽ nó bảo là khởi tạo, còn nếu mà nó có trong hệ thống rồi thì sao, nó bảo là nhập mật khẩu. Bây giờ mình cái số điện thoại thì mình ghi số điện thoại của mình nhé, mật khẩu thì mình cứ đưa cái mật khẩu nào của mình nhé. Rồi xong nhấn hoàn thành, thế là xong, đăng ký xong, đơn giản vô cùng. Huy đăng ký nó mất khoảng độ tầm 15 giây gì đó, vừa đăng ký vừa nói chuyện với anh chị em mất khoảng độ 30 giây đăng ký xong rồi. Đây, vào trong này nó có hướng dẫn này. Bước 1, cập nhật thông tin cá nhân này. Cập nhật ngay thông tin cá nhân vào tài khoản ngân hàng này, giúp bạn thuận tiện trong việc quá trình này. Anh chị em làm đúng theo các bước này cho Huy. Đầu tiên, bước 1 cập nhật thông tin cá nhân, sau đó là gì ạ? Cập nhật tài khoản ngân hàng. Được không ạ? Nó đã có hướng dẫn các bước này thì cứ làm theo các bước, cập nhật avatar hình đại diện, được chưa ạ? Cập nhật thông tin cá nhân về họ tên, email, số điện thoại. Đấy.
đổi mật khẩu tăng tính bảo bảo mật cho tài khoản. Cái này thì mình mật khẩu của mình rồi thì không cần cập nhật tài khoản ngân hàng để có thể là gì ạ, chuyển tiền cho bạn được chưa ạ. Mình nhấn tiếp tục. Đến bước 2 là gì ạ, chia sẻ chiến dịch và tuyển cộng tác viên. Đây là công việc chính bạn sẽ làm để tạo ra thu nhập của bạn mỗi ngày. Chia sẻ chiến dịch bằng cách truy cập vào trang chia sẻ, sao chép liên kết trong danh sách và gửi đến bạn bè khách hàng hoặc đăng lên trên mạng xã hội. Mời nhân viên khách hàng hoặc bạn bè làm cộng tác viên bằng cách sao chép mã giới thiệu ở trên cùng để gửi cho họ, được chưa ạ? Rồi, bước 3 này, để xem kiểm tra liên kết của bạn có được quan tâm không, tìm đến phần lưu lượng để kiểm tra có bao nhiêu đơn hàng được đăng ký từ liên kết của bạn, tìm phần đơn hàng. Để kiểm tra bạn có bao nhiêu khách hàng đem về cho nhà cung cấp, bạn có thể tìm đến trình khách hàng. Để kiểm tra bạn có bao nhiêu tiền từ nhà cung cấp, nhấn vào ví của tôi, được chưa ạ? Bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp trả tiền cho bạn bằng cách thực hiện yêu cầu rút ví, được chưa ạ? Rồi. Như vậy bước đầu tiên, đi từng bước một anh chị em nhé. Bước đầu tiên là mình dạ rất nhiều các cái chỉ số đây, tí nữa mình sẽ hướng dẫn. Bước đầu tiên đó là chúng ta nhấn vào cái hình người trên này này. Đấy, chúng ta gì ạ? Chúng ta nhấn vào cái tên này để làm gì ạ? Để chúng ta cập nhật thông tin. Đấy, thông tin họ tên này. Ví dụ họ của mình là họ Nguyễn này. Tên là gì ạ? Là Quang Huy này. Được chưa ạ? Email, số điện thoại này. Giới tính là nam giới này. Ngày sinh này. Đấy. Mùng 6 tháng 7 năm 1982 này, số chứng minh thư này. Đấy, số chứng minh thư này thì tí nữa mình nhập sau nhé. Đấy, rồi đấy ạ, chụp ảnh đây. Chọn ảnh chứng minh thư gửi đưa lên này, đấy chưa, chứng minh thư nhá anh chị em, cái này tự làm nhé, vì không 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 làm nhé. Đấy anh chị em, cái này mình chọn ảnh chứng minh thư mặt trước này, mặt sau này, đưa lên này, đưa cái số chứng minh thư vào đây này, được chưa, tiếng Việt này, rồi nhấn đồng ý này, xong nhấn là gì ạ, cập nhật này, ok không ạ, rất là dễ nhá, nhấn đồng ý xong nhấn cập nhật này, được chưa. Thay đổi mật khẩu nếu mà mình muốn. Tài khoản ngân hàng này, chúng ta nhấn vào thêm tài khoản này, được chưa? Chọn ngân hàng này, ví dụ ngân hàng Huy là Techcombank này. Số tài khoản này 10520403038018. Đây là số tài khoản public cho nên là không vấn đề gì cả. Rất nhiều người biết số tài khoản của Huy. Đấy, ok không ạ? Đây là tài khoản 1, ví dụ thế, mình nhấn tạo này. Thế là mình gì ạ? Mình đã có tài khoản ngân hàng ở đây, được chưa? Ở đây cái bio link, anh chị em thích thì làm, không thích cũng không sao. Nhá, cái này là cái để mà mình gọi là làm cho nó chuyên nghiệp hơn. Đấy, nhưng không quan trọng lắm. Rồi. Đấy, chúng ta quay trở lại cái bước số 2, đây là bước chia sẻ. Đấy. Bước chia sẻ thì ở đây nó có hai cái để chia sẻ. Cái thứ nhất đó là gì ạ? Là khóa học, được chưa? Chúng ta xem trang này, chúng ta nhấn vào xem trang này. Được chưa? Như vậy là gì ạ? Miễn phí học sử dụng ChatGPT và AI ngày bao nhiêu ạ? 24 25 tháng 2. Hôm nay là 23. Hôm nay là 23, hôm nay là thứ năm 23 thì 24 25 là thứ mấy ạ? Thứ 6 và thứ 7, được chưa ạ? Như vậy là thứ 6 và thứ 7 là chúng ta sẽ có hai buổi học miễn phí diễn ra từ ngày từ mấy giờ ạ? 19:30 đến 22:30, tức là 7:30 tối cho đến 10:30 tối, được chưa ạ? Và khi đó thì mình gửi cái đường link này cho mọi người, họ đăng ký vào đây, họ tên, email và số điện thoại. Thế mình kiếm tiền bằng cách nào ạ? Khi họ tham gia khóa học này, được chưa ạ? Họ mua cái hàng thì họ cũng đăng ký cái số điện thoại. Và khi số điện thoại đăng ký của họ khớp với số điện thoại mà họ đăng ký trên cái đường link của mình, được chưa ạ? Thì cái tiền hoa hồng 20% nó sẽ chảy về mình, được không ạ? Đấy, đây là cái đường link khóa học, anh chị em có thể vào đây để tham khảo. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề ở đây, đó là có một số người là khách hàng của Huy nhưng mà là đối tác, là cộng tác viên, là đại sứ của một người khác, thì điều gì sẽ xảy ra khi họ mua hàng? Họ là khách hàng của Huy nhưng mà lại đối tác của người khác, thì điều gì sẽ xảy ra khi họ mua hàng? Và trường hợp này đã xảy ra và Huy mất mất hơn 1 triệu vì cái trường hợp như vậy. Thì sau đó thì Huy mới hỏi, thì là bên học viện AI họ mới chia sẻ rằng là gì ạ, cái quyền là đại sứ hay là cộng tác viên ấy, cái quyền đấy nó cao hơn cái quyền là khách hàng. Tức là nếu anh là cộng tác viên của ai thì hoa hồng sẽ đổ về người đấy, còn trừ phi anh không phải là cộng tác viên thì hoa hồng mới đổ về cái người mà giới thiệu khách hàng. Thế Huy bảo chứ mà thế mình cứ đi giới thiệu khách hàng xong thằng khác nó vớt mất mình thì sao, đúng không ạ? Thế thì việc của mình đó là gì ạ? Đó là mình tuyển luôn cộng tác viên. Mình tuyển luôn cộng tác viên, trong cộng tác viên họ thích học thì họ vào họ học, đúng không ạ? Mình giới thiệu khóa học nhưng mình chia sẻ cái đường link này gì ạ? Cộng tác viên, đây là cái chữ mời cộng tác viên bên trên này anh chị em nhé. Đây là cái chữ này, sao chép, đã sao chép này, bên trên này. Mời luôn cộng tác viên, bảo là gì ạ? Vào học không? Đăng ký luôn thành viên luôn. Bao nhiêu anh chị em đã nhìn thấy Huy chia sẻ cái đường link mà vào một phát đăng ký luôn cộng tác viên thì comment là tôi phát này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái quyền cộng tác viên nó cao hơn quyền khách hàng. Mình giới thiệu khách hàng chứ chắc tiền đã nào mình, nhưng mà mình giới thiệu ra cộng tác viên thì chắc chắn tiền là mình, kể cả thằng khác có giới thiệu khóa học, bấm vào đăng ký khóa học, tiền vẫn về mình, ghi nhận là khách hàng của thằng bên đấy nhưng mà tiền về mình.
Thế giờ anh chị em muốn cầm tiền hay là muốn cầm cái gì? Đúng không ạ? Rồi. Quay trở lại chỗ thống kê này nhá. Đấy, về phần chia sẻ thì chia sẻ anh chị em là gì ạ? Chia sẻ đường link cộng tác viên. À, bao nhiêu anh chị em rõ cái chỗ này thì comment là rõ này. Bởi vì cái chỗ này rất nhiều người nhầm. Bảo anh ơi em chia sẻ nhiều mà em chẳng thấy doanh số đâu. Có một cái điều này rất là dở này. Có điều này rất là dở. Đó là gì ạ? Khi mà họ đăng ký là khách hàng ấy thì họ sẽ chui vào cái nhóm chung của gì ạ? Của Học viện AI. Và khi mà vào nhóm chung Học viện AI, họ cũng chẳng nhớ mình vào từ cái đường link nào nữa. Thế là khi hỏi là ơ thế mày vào mày đến từ từ ai giới thiệu mà em không biết. Không biết à? Không biết thì về là gì ạ? Về là làm đầu quân Học viện AI. Thế thì cuối cùng mình gì ạ? Mình giới thiệu cho Học viện AI, Học viện AI tuyển họ làm cộng tác viên, họ mua hàng, Học viện AI được, mình không được. Huy đã bị mấy trường hợp rồi. Ok không anh chị em? Ở đây là trong nhóm kín nha. Huy nhắc nhở anh chị em trong nhóm kín nha. Đúng không ạ? Chỉ những người nào ở trong nhóm của Huy thì mới được chia sẻ cái điều này thôi. Còn những người ngoài kia họ vẫn không biết, họ vẫn chia sẻ là gì ạ? Khách hàng. Và khi họ cái người có người biết về gì ạ? Cái khóa học này rồi, nhưng mình chia sẻ về gì ạ? Về cộng tác viên, họ đăng ký cộng tác viên của mình và cái người đấy họ mua hàng, mình vẫn được. Cái thằng kia giới thiệu khóa học các kiểu không được, cuối cùng mình lại được. Có khi mình đi sau, có khi mình lại gì ạ? Mình lại có tiền. Cái này là cái mà gì ạ? Tôi chia sẻ riêng ở trong nhóm kín của Huy thôi, đúng không ạ? Những anh chị em ở ngoài không có, không biết nhá. Rồi. Phần thống kê này nhá. Thì thứ nhất là phần doanh thu. Giống như Huy nói đấy, khi mà khách hàng họ chuyển khoản cá nhân, chuyển khoản để mua hàng đúng không? Thì họ sẽ phải gì ạ? Họ sẽ phải để lại số điện thoại. Anh chị em nhớ này, họ sẽ phải để lại số điện thoại. Và số điện thoại đó nó phải trùng với số điện thoại họ đăng ký. Được chưa ạ? Và khi mà bên chỗ gọi là kế toán của Học viện AI ấy, họ nhập dữ liệu vào trong hệ thống. Chỉ cần là gì ạ? Số điện thoại trùng với số số điện thoại mà họ đã đăng ký thì gì ạ? Doanh thu tự động trả về mình. Thì mới đầu ấy bảo như, nháo biết con này có tin được không nhỉ? Bởi vì là sao ạ? Nó chuyển khoản cá nhân, nó đâu có chuyển khoản qua hệ thống đâu. Không biết có tin được không nhỉ? Nhưng mà khi mà Huy nhìn thấy doanh thu nhảy mình sướng quá. Mình bảo ok, được đấy, được ok, ổn, 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 ổn. Thế thì bây giờ ngày hôm nay Huy mới ạ, Huy ngồi chia sẻ với PR, với truyền thông cho Học viện AI mạnh như thế. Đấy, ok đúng không anh chị em? Đó, họ làm rất nghiêm túc. Và đây là cái điều mà Huy ghi nhận ở Học viện AI. Được chưa? Rồi, thế thì khi mà khách hàng họ mua khóa học nâng cao thì họ sẽ để lại số điện thoại ở trong cái tin nhắn chuyển khoản ấy, trong nội dung chuyển khoản ấy, họ tên số điện thoại và dạ và cái mã để đặt đơn hàng. Thì khi đó làm sao ạ? Mình sẽ nhận được 20%. Được chưa? Rồi. Đơn hàng này ấy, thì chúng ta mua cái đơn hàng là mua cái khóa học không đồng này nó tính là đơn hàng, cho nên cái đơn hàng này không quan trọng anh chị em nhé. Có hai cái quan trọng đây này, cộng tác viên và khách hàng. Thì cái khách hàng này nhé cũng không quan trọng anh nhỉ. Đây Huy cho anh chị em xem. Đây. Đây là cái tài khoản của Huy, anh chị em nhìn thấy này. 47 cộng tác viên. À đâu, 74 cộng tác viên, có 17 khách hàng thôi. Huy không chia sẻ zoom nhóm, không chia sẻ đường link khách hàng. Chỉ chia sẻ cộng tác viên thôi, vẫn vậy mà vẫn có 17 ông chui vào đăng ký được ở cái gọi là khách hàng của mình. Tập trung vào hai chỉ số này này, một là doanh thu, hai cộng tác viên. Số đơn hàng này không quan trọng, số khách hàng không quan trọng. Được chưa ạ? Và cái chỉ số thứ ba đấy là gì ạ? Chỉ số là thu nhập. Đấy nhá, mình thu nhập này. Đây là số tiền Huy đã rút nhá, đã rút về ví thực tế nhá. Có chứng minh tài khoản cho anh chị em luôn. Được chưa ạ? Còn số dư đây là khả dụng. Bởi vì sao ạ? Họ yêu cầu là phải để lại 50.000 ở trong tài khoản. Đấy. Thì mình rút số lượng số tròn là 2850. Đấy và rút khá nhanh, khoảng vài tiếng hoặc nếu mà rút nửa đêm thì ngày hôm sau là nhận được. Đó. Thì như vậy là gì ạ? Có 3 chỉ số anh chị em quan tâm này. Một nó là doanh thu, một là cộng tác viên, hai là doanh thu, ba là tổng tiền. Và cái quan trọng nhất đấy là tổng tiền. Tổng tiền này là tổng tiền mình rút được anh chị em nhé. Doanh thu này thì không cần biết, nhưng mà tổng tiền mình rút được để mà kiếm được, được chưa? Còn những cái bên dưới này không quan trọng lắm, được chưa? Những cái bên dưới này không quan trọng lắm, không cần quan tâm. Mấy cái này không cần quan tâm, lưu lượng tất tần tật các thứ không cần quan tâm. Quan tâm nhất cho hai cái này, một cộng tác viên, hai là tổng tiền. Có hai cái chỉ số anh chị em cần quan tâm thôi, ok không? Rõ chưa? Nếu mà rõ chỗ này thì comment rõ vào này. Nếu mà rõ chỗ này comment rõ giúp Huy vào này. Rồi. Đấy, cập nhật cái ảnh đại diện nhìn trông nó sáng sủa. Đây anh chị em này, rất nhiều người bơ vơ không biết ai giới thiệu mình, thế là gì ạ? đưa hết về support hết, đưa hết về học viện hết. Thế cuối cùng là gì ạ? Trong số này có một mớ là gì ạ? Người Huy giới thiệu xong đầu là gì ạ? Là cũng doanh thu cũng về về học viện hết. Nó không về mình, về học viện hết. Thôi được, không sao, mình cũng là mình làm việc việc tốt,
thì mình cũng không có gì phải phải lo cả, đúng không nhé? Đó. Mấy cái anh chị ạ, top link cái thứ này không quan tâm anh chị ạ nhé. Mấy cái này không cần quan tâm, được chưa ạ? Cái top cộng tác viên này thì anh chị em phấn đấu. Đấy, phấn đấu. Đấy, ví dụ như có anh Nam Sadoma này là người của công ty rồi, 41 triệu doanh thu. Đấy, Hoàng Hà cũng là gì ạ? Là người công ty rồi, 29 triệu doanh thu. Đấy. Đại khái thế. Rồi, nếu mà Huy mà gọi là làm gọi là đúng chuẩn ra ấy, là Huy phải xếp thứ tư này này. Xếp thứ tư này. Đó, ok anh chị em nhé. Rồi. Như vậy là chúng ta chỉ có hai cái, một đấy là gì ạ? Là đơn hàng. À, một cái là cộng tác viên, hai là tổng tiền, ba là cái gì ạ? Cái link mời đại lý này. Ba cái đấy thôi. Chỉ cần nhớ ba cái đấy thôi, không cần phải ra ngoài nhiều làm gì cả. Được chưa ạ? Rồi, sang một cái nữa, đấy là sang phần mạng lưới. Sang phần mạng lưới thì có một cái điều rất là hay, đấy là ở đây là gì ạ? Nó sẽ thống kê cho chúng ta tất cả những cái mạng lưới. Được chưa ạ? Hoặc là chúng ta xem cái phần khách hàng. Chúng ta bấm vào đây nha. Xem phần khách hàng. Được chưa ạ? Xem phần khách hàng thì chúng ta biết được những người nào đã mua hàng. Thì mình nhấn trạng thái này. Đấy. Đã là cộng tác viên, chưa là cộng tác viên này. Đấy. Chưa? Đấy. Những người khách hàng mà chưa là cộng tác viên thì mình làm thế nào ạ? À, mình nhấn vào gì ạ? Mời cộng tác viên này. Được chưa? Đấy. Gửi lời mời. Gửi lời mời này nó sẽ như nào ạ? À, nó sẽ có một email. Nó sẽ có một email gửi cho họ anh em nhé. Sẽ có một email gửi cho họ. Đây. Đấy. Cho nên là gì ạ? Chúng ta vào đây chúng ta chịu khó chúng ta bấm này cho Huy được không? Bước đầu tiên đấy là gì ạ? Không đủ điều kiện vì khách này không có email. Đấy. Một số khách là không không có email vẫn đăng ký được bình thường anh chị em nhé. Đây này. Đăng ký mỗi số điện thoại không có email vẫn đăng ký bình thường. Email có vẫn đăng ký bình thường. Được chưa? Chủ yếu là gì ạ? Số điện thoại là phải chuẩn. Anh chị em nhé. Số điện thoại là chuẩn, không cần email vẫn đăng ký được. Nhá. Đấy. Đây là khách hàng nhé. Anh chị em nhìn thấy này, khách hàng Huy rất là ít nhưng mà cộng tác viên thì rất đông luôn. Cộng tác viên rất nhiều luôn. Anh nhìn này, anh chị em nhé. Đấy. Cộng tác viên này. Anh chị em này có email của họ này, có số điện thoại của họ này. Thế thì bước số 2 mình làm là gì? Nếu như mà mình không biết họ ấy, thì việc của mình đó là gì ạ? Là copy cái điện thoại này, add Zalo của họ được không? Sau đó đưa họ vào trong một cái nhóm. Ok không ạ? Đưa họ vào trong một cái nhóm để mà gì ạ? Để mà tiếp tục chăm sóc. Huy cũng có một cái nhóm Zalo giống như vậy để mà gì ạ? Hướng dẫn, chia sẻ, giúp đỡ anh chị em. Ok nhá. Rồi. Đấy là cái bước tiếp theo, bước số 2. Đấy, bước số 1 đấy là mời cộng tác viên, bước số 2 đấy là gì ạ? Là add Zalo. Bước số 3 nếu anh chị em làm được thì gì ạ? Copy cái email này xong gửi cho họ, gửi tất cả những cái email này cho họ. Gửi cho họ một cái email, được chưa ạ? Gửi cho họ một cái email để mà gì ạ? Chào mừng, chúc mừng gì đó. Lúc mới đầu Huy làm bây giờ nhiều quá ngại chưa làm được, chắc tí nữa cũng làm. Được chưa? Đấy. Đây nhá. Hướng dẫn anh chị em ví dụ luôn nhá. Ví dụ luôn nhá. Đấy, mình mở cái email này. Đấy. Đây, nó thông báo này, lại vừa có cộng tác viên bên dưới này. 18 phút trước này, 18 phút trước này, 17 phút trước này, 17 phút trước này, 16 phút trước này, 15 phút trước này. Anh chị em thấy không? Cảm ơn anh chị em đã gì ạ? Chắc là những anh chị em này đang trong Zoom đây. Đấy. Cảm ơn anh chị em đã đăng ký với cái đường link của Huy. Được chưa? Rồi. Mình sẽ vào cái email này. Ở đây, đây nhá, anh chị em nhìn này. Đấy. Mình có hai cái email. Đấy. Đây. Mình có email là gì ạ? Cảm ơn bạn đã mua hàng và trở thành học viên của Học viện AI. Đây là email gì ạ? Email dành cho những người mà đã mua hàng. Đấy nhá. Thì mình soạn sẵn một cái email là: chào bạn, tôi là Quang Huy đây. Cảm ơn bạn đã đăng ký và trở thành học viên Học viện AI trong hệ thống của Nguyễn Quang Huy để hỗ trợ thêm cho bạn trong việc học tập và kinh doanh cùng Học viện ChatGPT và hệ thống của Nguyễn Quang Huy. Khóa học tiếp theo của Học viện AI thì đăng ký ở đây. Đấy. Bạn chưa trở thành đại sứ cộng tác viên thì đăng ký ở đây. Đấy. Nếu bạn muốn học nhiều hơn về thực chiến thì đăng ký ở đây. Đấy. Do nhóm Facebook của mình ở đây. Đấy. Chưa kết nối Quang Huy thì kết nối Zalo của Huy ở đây. Đấy. Part là Học viện AI. Đó, đây là những người mà khách hàng đã mua hàng, mình có một cái email mình soạn cho họ. Rồi. Có cái email nữa. Đây. Cái email này là: chúc chào mừng bạn trở thành đại sứ của Học viện AI. Đấy. Như vậy gì ạ? Khi mà bạn
trở thành đại sứ của Học viện AI ấy, là có thể bạn sẽ được nhận cái email này: chào mừng bạn trở thành đại sứ của Học viện AI của mạng lưới của Nguyễn Quang Huy. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đăng ký trở thành thành viên đại sứ của Học viện AI trong mạng lưới của Nguyễn Quang Huy. Để có thể thành công trong công việc, bạn cần áp dụng các bước sau. Thứ nhất là kết nối với leader để hỗ trợ bạn khi chia sẻ kinh doanh. Leader ở đây là gì ạ? Là Huy, được chưa? Hiểu rõ chính sách đại sứ, Huy hướng dẫn anh chị em cách chính sách. Mình muốn kinh doanh mình phải hiểu về chính sách, đúng không ạ? Rồi, quyền lợi chính sách này, hoa hồng 20% dành cho F1 trên giá trị sản phẩm. Mình có ví dụ luôn này, ví dụ F1 mua khóa học AI Master giá 5 triệu bạn được 1 triệu, được chưa? Hoa hồng F2 được 10%, ví dụ F2 mua khóa học AI Master 5 triệu bạn được 500.000, không có hoa hồng từ F3 trở đi, được chưa? Bước số 3 đó là thường xuyên truyền thông và chăm sóc cho đại sứ bên dưới của mình, giống như Huy ngày hôm nay, được chưa? Bước 4, tham gia vào khóa học miễn phí và có phí của Học viện AI để nhận thêm nhiều kiến thức và năng lượng, được chưa? Bước 5 đó là tham gia nhóm Zalo cùng Nguyễn Quang Huy để dành cho những bạn xác định kinh doanh và trở thành đại sứ của Học viện AI. Như vậy là gì ạ? Mình đưa mọi người vào trong cái nhóm để dành cho những người quan tâm đến AI đại sứ. Cho Huy xin hỏi bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom này chúng ta chưa vào trong nhóm đại sứ của Quang Huy của NQH thì comment là số 1 cho Huy được không ạ? Huy gửi cái đường link này vào trong phần chat cho anh chị em. Ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em chưa vào thì bấm số 1, sau đó nhấn vào cái đường link vào trong nhóm Zalo dành riêng cho đại sứ. Ok nhá. Đấy là một cái hướng dẫn Huy làm nào, Huy dưỡng hướng dẫn anh chị em như vậy. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là đến đoạn là gì ạ? Tiếp theo đến đoạn là chia sẻ. Anh em nhá. Tiếp theo đến đoạn chia sẻ thì như này này. Ở chỗ này nó có phần chia sẻ đây này. Đấy, chia sẻ đây này. Xong rồi nó có phần sao chép đây này. Được chưa ạ? Chính sách đây này. Đấy. Được chưa? Đấy, chia sẻ này. Đây, cái chia sẻ này nhé. Thì nó có 3 mẫu. Mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3 ở đây. Thì mình có thể copy các mẫu này. Nhưng mà cái mẫu này bây giờ nhiều người copy quá rồi, cho nên bây giờ mình dùng nó không hiệu quả nữa. Mà bây giờ đi tạo ra các mẫu mới. Mà cách mà anh chị em tạo mẫu mới như này. Đấy nhá. Mẫu miễn phí, mẫu 3, mẫu 2. Mẫu 3 đây, mẫu 3 đây. Được chưa? Bây giờ cách để tạo ra cái bài viết quảng cáo như nào? Áp dụng ngay ChatGPT anh chị em. Áp dụng ngay vào. Đấy nhá. Hướng dẫn cho anh em tạo ra những bài quảng cáo độc đáo cho riêng mình. Mình bảo là gì ạ? Viết lại cho tôi đoạn quảng cáo xong. Copy cái đoạn mẫu vào trong cái ChatGPT, bảo nó viết lại, nhấn enter. Sau đó là gì ạ? Ngồi đợi, đảm bảo là mình sẽ có một cái đoạn quảng cáo là sao ạ? Độc quyền chỉ mình mới có. Nào anh chị em thấy sao? Ok chưa? Đấy. Nó ở bên trên là học để hiện thực hóa ước mơ, thì nó bên dưới nó bảo là học để biến ước mơ thành hiện thực. Đấy, được chưa? Đấy. Ví dụ như là ở trên nó là tôi vừa mới học một khóa học vô cùng tuyệt vời khiến cả thế giới thông tin mở ra trước mắt tôi, thì ở bên dưới nó ghi là gì ạ? Thầy Cao Vương sẽ giúp bạn tiếp cận những tri thức vô cùng giá trị thông qua khóa học tuyệt vời mà tôi vừa mới trải nghiệm. Tức là nó đảo qua đảo lại cái ý của mình thôi, nhưng mà gì ạ? Nó tạo thành cái bài mới và cái người đọc họ sẽ thấy nó mới, đúng không ạ? Rồi kỷ nguyên mới đến rồi, bên trên là kỷ nguyên mới đến rồi, kỷ nguyên của trí tuệ AI, phải nói câu, nếu không liên tục tiến lên bạn sẽ tụt dốc rất nhanh. Thì ở bên dưới nó sẽ ghi là gì ạ? Đã đến thời đại của trí tuệ nhân tạo AI, và nếu bạn không liên tục tiến bộ bạn sẽ rơi vào tình trạng tụt dốc rất nhanh. Trong chốc lát, những người không biết sử dụng AI sẽ bị loại bỏ khỏi công việc, còn những người tiếp cận AI sẽ thay đổi số phận của mình, được chưa ạ? Thì mình là gì ạ? Mình lại copy cái đoạn này, mình nó lại bảo là gì ạ? Viết lại cho tôi dài hơn và có câu chuyện thú vị mở đầu bằng một câu chuyện thú vị nào. Nào anh chị em nghĩ sao nếu như mà mình có những bài quảng cáo mà nó lại độc đáo, mà nó lại hay, mà nó lại vẫn đầy đủ các ý của cái gì ạ? Của cái phần quảng cáo này. Đấy, đúng không? Xong mình chỉ việc là gì ạ? Gắn link của mình vào thôi. Trời ơi, dễ không? Đấy. Đấy, câu chuyện kể về một người bạn của tôi, một lập trình viên tài ba đã thay đổi cuộc đời của mình bằng cách học trí tuệ nhân tạo AI trước đây.
Anh ta là một người lập trình giỏi nhưng cảm thấy rằng mình đang bị kẹt trong công việc đơn điệu và không thể thực sự hài lòng với sự nghiệp của mình. Một ngày, anh ta tình cờ nghe đến khóa học trí tuệ nhân tạo AI của thầy Cao Vương, một chuyên gia đào tạo hàng đầu tại Việt Nam. Vào đầu khóa học, anh ta cảm thấy như mở ra một thế giới mới với những kiến thức và kỹ năng anh ta chưa từng biết đến trước đó. Từ đó, anh ta bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực này và nhanh chóng trở thành một chuyên gia trong trí tuệ nhân tạo AI. Nhờ trí tuệ nhân tạo AI, anh ta đã có thể giải quyết những vấn đề phức tạp hơn, thiết kế hệ thống thông minh hơn, cải thiện sản phẩm của mình. Anh ta đã được công nhận với những giải thưởng và có cơ hội để tham gia vào các dự án thú vị, mang lại cho anh ta một cảm giác hài lòng và đầy đủ trong sự nghiệp của mình. Câu chuyện của người bạn tôi là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi lớn của thế giới công nghệ hiện đại. Trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực và nó tiếp tục phát triển trong tương lai. Hãy cùng bắt đầu hành trình của bạn với trí tuệ nhân tạo AI bằng cách tham gia khóa học miễn phí của thầy Cao Vương. Bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi bạn phía trước. Wow, hay không anh chị em? Copy ngay cái đoạn này để đăng lên thôi. Ok nhá, ok luôn. Rồi, mình đăng luôn nhá anh chị em. Anh chị em, việc của anh chị em dễ nhất đấy là gì ạ? Đấy là copy theo cái bài đăng của Huy. Đây, vào trang cá nhân của Huy này. Theo dõi Huy đăng bài nào anh chị em copy về anh chị em đăng. Thế là xong. Xong làm gì ạ? Gắn cái đường link này vào. Gắn cái đường link mời cộng tác viên này vào, copy cái đường link này vào, chuyển sang cái tab này. Đăng ký tại đây. Ok chưa? Ôi, đăng. Dễ hay rất dễ anh chị em? Dễ hay rất dễ, trời ơi, trả lời tôi. Không không trả lời là thôi nhá. Nghỉ nhá, không hướng dẫn nữa nhá. Hướng dẫn kỹ thì thế rồi. Áp dụng chat GPT vào công việc kiếm tiền, vào công việc bán chính thằng chat GPT, anh chị em thấy được không? Dùng chat GPT để bán GPT làm được không? Trời ơi, mất bao nhiêu phút, vừa làm vừa hướng dẫn thì mất mấy phút. Một ngày đăng bài 4 lần, một ngày đăng bài 4 lần, mỗi lần mình chỉ việc là gì? Copy nhờ chat GPT viết, sau đó lại copy ra dán vào thêm cái đường link của mình, thế là xong. Mà một ngày làm được 4 bài quá dễ. À bây giờ nhá, đây nhá, anh chị em biết làm bài mới như nào không? Nhấn vào cái nút này ạ, generate response này, nhấn vào đây một phát nữa này, không cần phải làm gì luôn, chỉ việc nhấn nhấn vào cái nữa nó lại ra cho mình gì ạ, một cái bài viết khác. Một ngày đẹp trời, khi đang tìm kiếm một hướng đi mới cho sự nghiệp của mình, tôi đã gặp được một người bạn cũ. Anh ta đã giới thiệu cho tôi về thầy Cao Vương, một chuyên gia đào tạo trí tuệ nhân tạo hàng đầu tại Việt Nam. Anh ta đã kể cho tôi cách mà thầy Cao Vương đã thay đổi cuộc đời anh ta. Trước đây anh ta bị loại bỏ khỏi công việc của mình vì không có kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Nhưng sau khi tham gia khóa học của thầy Cao Vương, anh ta đã học được rất nhiều kiến thức mới và trở thành chuyên gia về AI. Hiện tại anh ta đang làm việc cho một công ty công nghệ hàng đầu và có một cuộc sống thành đạt. Câu chuyện của anh ta thôi thúc tôi tham gia khóa học của thầy Cao Vương và tôi không hối hận về quyết định của mình. Khóa học không chỉ cung cấp cho tôi những kiến thức mới mà còn cho tôi thêm tự tin và sự động lực để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Đã đến lúc thay đổi cuộc đời của bạn bằng cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo AI, tham gia ngay khóa học của thầy Cao Vương để học hỏi và áp dụng kiến thức vào công việc của mình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, nhấn vào link sau để đăng ký. Ok, lại một bài nữa ra đời. Ôi trời ơi, bây giờ mình lại gửi, trời ơi, được không? Xong đó lại gì ạ? Lại lấy cái đường, lại lấy cái link này. Đấy, đăng ký ngay. Rồi, ôi. Đăng ký ngay. Được chưa? Đấy, nó ra luôn cái này này. Bây giờ anh chị em này gì ạ? Mình vừa mới đăng cái bài rồi, bây giờ mình làm gì ạ? Hôm trước nó có cái phần lên lịch mà nhỉ? Ôi trời. Sao giờ nó lại không có lên lịch nhỉ? Hay là dài quá? Rồi. Xem công cụ. Công cụ bài viết. Quản lý bình luận. Trang chủ. Bài viết này. Tạo bài viết này. Cụ tương tác, còn đi bình luận, tạo bài viết, trang cá nhân này. Trung tâm cảm hứng. Hôm trước nhớ là có cái phần lên lịch cho trang cá nhân mà nhỉ?
Rồi, không sao. Đúng ạ. Bạn yếu lơ mất đoạn này. Đã làm hai lượt rồi còn mất nữa thì thôi. Thế thôi, mình không đưa vào đây. Mình lại gì ạ? Mình đưa ra cái nhóm. Cái nhóm này là cái nhóm của Huy nha, 7,5k thành viên. Thì làm sao ạ? Mình lại đăng vào đây. Đúng không anh chị em? Mình đăng vào đây. Đăng vào đây thì nó làm sao ạ? Nó lên lịch được nhé. Đấy, thì lúc nào mình cần bài viết thì sao ạ? Mình chui vào đây mình lấy. Cái trang này anh chị em cũng gì ạ? Cũng vào để mà gì ạ? Đăng nhập nhá. Đây, Huy gửi cái link, gửi cái link cái nhóm này. Anh chị em muốn có bài viết hay về ChatGPT, về khóa học vào đây lấy. Huy làm anh chị em vào đây copy luôn cho nhanh. Được không? Ôi giời, còn làm đến dâng tận miệng đến thế nữa thì còn gì mà còn. Không cần phải dùng ChatGPT, cũng không cần phải suy nghĩ, chỉ việc vào đây copy, nhớ là thay cái đường link này bằng đường link của mình. Được không? Ok nhá. Chỗ này thì làm thêm cái mới. Trời. Thằng này nó giỏi bịa lắm, nó giỏi kể chuyện lắm. Đấy, một hôm tôi gặp 10 người bạn cũ. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện về cuộc sống của nhau. Người bạn của tôi kể về những bài học quý giá mà anh ta đã học được khi đang tập trung phát triển kỹ năng về trí tuệ nhân tạo AI. Câu chuyện của anh ta khiến tôi cảm thấy thú vị và muốn chia sẻ với các bạn. Anh ta đã trải qua nhiều khó khăn trong công việc, vì thế anh ta quyết định học trí tuệ nhân tạo để cải thiện hiệu suất công việc của mình. Sau khi tham gia một khóa học AI của thầy Cao Vương, anh ta đã nắm vững kiến thức và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Cảm thấy tự tin hơn về khả năng của mình, anh ta đã bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc của mình. Kết quả anh ta đã tăng được hiệu quả công việc và thu nhập của mình đã tăng đáng kể. Đó là câu chuyện thú vị của người bạn của tôi về việc học trí tuệ nhân tạo, và tôi tin rằng đó là một minh chứng cho sự quan trọng của việc tiếp cận với trí tuệ nhân tạo trong thời đại hiện nay. Nếu bạn cũng muốn tăng cường kỹ năng và nâng cao năng lực trong lĩnh vực này, hãy tham gia khóa học với thầy Cao Vương, một chuyên gia đào tạo AI hàng đầu tại Việt Nam. Bạn sẽ được tiếp cận những kiến thức quý giá có thể ứng dụng vào trong công việc của mình để đạt được thành công như người bạn của tôi. Lại copy, sau đó lại gửi vào trong nhóm. Đấy. Nhưng bây giờ mình sẽ gì ạ? Mình sẽ đặt lịch cho nó, đúng không? Đấy. Đây, copy cái này này. Đăng ký tại đây. Được chưa? Sau đó mình lên lịch cho nó này. Ngày hôm nay là ngày 23, bây giờ là 11:15, mình cho nó gửi vào lúc 6 giờ chiều đi, trước khi mọi người ở công sở về. 6 giờ chiều lên lịch một phát. Tin nhắn riêng cũng làm như thế nhỉ? Tin nhắn riêng thì nó tùy, mình tin nhắn là tùy vào ví dụ như là mối quan hệ của mình như nào thì mình hãy nói một cách rất là tự nhiên nhá. Nói hãy rất là tự nhiên. Đó. Rồi. Thêm một cái mẹo nữa anh chị em này. Được chưa? Đây là cái việc là mình lên lịch nhá. Thế lúc nào mà Huy cần đưa cái bài viết này về trang cá nhân thì sao ạ? Mình vào fanpage này, mình chia sẻ. Mình chia sẻ nó về trang cá nhân của mình, được không? Vào trong nhóm này, mình chia sẻ về trang cá nhân của mình, hoặc là mình vào đây mình lại copy toàn bộ cái này về đăng lên trang cá nhân của mình. Được chưa? Rồi, thêm cái điều nữa là gì ạ? Mình copy cái đoạn này, mình đăng vào trong các cái cộng đồng đây này. Đấy, rất nhiều cộng đồng đây này anh chị em này. Ví dụ như cộng đồng là tìm việc làm. Rồi, đội tìm việc làm này là đội đang muốn kiếm tiền, đúng không anh chị em? Đang muốn có tiền, đang muốn kiếm tiền. Thì bây giờ là gì ạ? Tuyển dụng việc làm này, 588.000 thành viên anh chị em ạ. 588.000 thành viên. Việc của mình là gì ạ? Cứ gửi thôi. Chắc là nó không nhận đâu, nhưng mà kệ, cứ gửi thôi. Nó không nhận thì mình lại gửi cái khác, gửi nhóm khác. Đấy. Thông thường ấy, những cái bài viết mà có đường link này, nó không nhận đâu. Hay mình bỏ cái đường link này đi. Được chưa? Mình cho được vào đây một cái hình ảnh nào đó. Đúng không? Mình cho vào đây một cái hình ảnh nào đó mang tính chất gọi là trí tuệ nhân tạo một tí, đúng không? AI một tí. Đấy. Đấy, được chưa? Link dưới comment. Link đăng ký dưới comment. Được chưa? Nó đăng. Mình đăng không có link thì nó lên được, chứ có link phát là nó tự động nó bị out luôn. Đấy, cho nên đăng lên các cái hội nhóm khác thì mình lưu ý, được chưa? Nhá. Rồi, mình lại gì ạ? Mình lại đi tìm cái nhóm khác mình đăng. Rồi. Xem các cái nhóm này. Tuyển dụng việc làm Hà Nội. Tham gia. Tiến thêm. Full time, part time. Đấy. Ok, gửi, được chưa? Truy cập nhóm, đấy, đăng bài viết, tắt cái này đi, đăng ký,
dưới comment nha. Cho cái ảnh vào. Được chưa? Đăng lên. Nó đăng lên được thì mình mới gắn link được anh chị em nhé. Đây là cách Huy làm. Đây là cách Huy làm đấy. Huy làm như thế nào? Huy hướng dẫn anh chị làm đúng thế. Không có gì đặc sắc, không có gì ghê gớm cả. Vì toàn bộ những cái người bên dưới Huy đa số là những cái người mà nhận cái đường link thông qua một cái bài viết nào đó ở trên mạng của Huy thôi. Được chưa? Rồi khi họ đăng ký xong thì mình làm gì ạ? Khi đăng ký xong rồi thì như Huy nói lúc nãy, đó là gì ạ? Anh chị em vào cái mạng lưới này. Được chưa? Mình có email của họ, mình gửi email cho họ. Nãy vừa mới chia sẻ cái email rồi đấy. Được chưa? Rồi, mình có số điện thoại là sao ạ? Mình add cái Zalo của họ. Được chưa? Đấy. Mình add cái Zalo, copy cái Zalo, copy cái số điện thoại của họ này. Được chưa? Sau đó add Zalo của họ này. Ok không? Đấy, nhắn tin này. Hello. Chào em, anh thấy em đăng ký học khóa học miễn phí về chat GPT 2 ngày thứ 6, thứ 7, 24, 25 tháng 2 này. Đấy. Đấy, em đấy, chúc mừng em đã đăng ký thành công và trở thành đại sứ của học viện AI. Được chưa? Mời em vào nhóm này để nhận thông tin học và hướng dẫn trở thành đại sứ của học viện AI. Xong đầu ra gửi cái đường link cái nhóm đại sứ vào. Với có cái nhóm đại sứ này. Đấy. Ui, đây, anh chị em nhìn thấy không? 1 2 3 4 5. Rồi. Copy cái đường link đại sứ này. Được chưa? Đấy. Gửi vào cho cái bạn này. Ok không? Như vậy là gì ạ? Họ đăng ký rồi, mời họ vào nhóm, chúc mừng họ, nói chuyện với họ. Khi mà họ không hiểu bảo anh ơi, thế đại sứ là làm như nào? Đại sứ thì nói như nào? Thì làm sao ạ? Thì bắt đầu mình hướng dẫn họ, tâm sự họ, chia sẻ với họ, gửi cho họ cái video hướng dẫn để trở thành đại sứ, hướng dẫn cách chia sẻ, hướng dẫn cách làm, giống như video ngày hôm nay mình làm. Khi ngày hôm nay mình làm mình sẽ ghi lại cái video, anh chị em có thể gửi video này cho họ. Họ đã trở thành đại sứ của anh chị em rồi, anh chị em gửi video của Huy thoải mái. Bởi vì sao ạ? Họ vẫn là đại sứ của anh chị em thôi, được không? Ok chưa? Rồi, bao nhiêu anh chị em thấy làm được? Bao nhiêu anh chị em thấy làm được? Huy làm đúng như thế rồi, chẳng có gì sáng tạo, chẳng có gì mới. Chỉ có một cái nữa là Huy dùng chat GPT. Còn anh chị em chưa biết hoặc là chưa nghĩ ra. Hoặc nghĩ ra nhưng mà chưa làm. Hoặc làm nhưng mà chưa có nhiều kết quả của Huy thôi. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là nó cũng không khó lắm. Đúng không ạ? Không khó lắm. Mình làm được. Ok không ạ? Rồi, ok nhé. Thì trong cái nhóm đại sứ đấy thì nó có rất nhiều tài liệu cộng với cả những cái phòng Zoom hướng dẫn cho đại sứ. Thỉnh thoảng anh chị em vào các cái phòng Zoom đấy để hướng dẫn, để nghe hướng dẫn cách làm cũng được. Đặt những câu hỏi nếu có. Đấy. Có video quay lại, nhưng video quay lại thì phải vào trong nhóm đại sứ thì mới có nhé. Trong nhóm đại sứ sẽ có video này. Trong nhóm đại sứ mà Huy vừa mới gửi link đấy. Không biết là... Đấy, gửi vào trong nhóm này này. Ok không ạ? Đấy, trong nhóm đại sứ sẽ có cái video này. Để anh chị em xem lại này. Để anh chị em cho đội nhóm của mình xem lại này. Nhớ này, anh chị em phải có nhóm Zalo riêng nhé. Đừng đưa họ vào nhóm đại sứ của Huy. Có nhiều ông này, anh ơi, anh chăm sóc luôn cho hộ em. Và ông khôn nó vừa rồi. Ông phải tự chăm sóc đội nhóm của ông đi. Ông khôn quá thì khôn hết phần của người khác thế không được. Đúng không ạ? Xong lúc mà vào nhóm của Huy rồi, xong thỉnh thoảng Huy cũng có cái khóa học riêng của Huy, Huy bán. Thế bảo ô thế anh lại cướp khách của em à? Mẹ mày, khách của mày ở đâu thì mày tự chăm chứ mày bảo khách của mày vào nhóm của tao là khách của tao. Đúng không anh chị em? Đừng cứ cho người vào nhóm của tao xong bắt đầu bán hàng thì lại bảo cướp khách của mày. Đấy, cho nên là anh chị em lưu ý cái phần này nhá. Mỗi người phải có một cái nhóm Zalo đại sứ riêng của mình và chăm sóc cái nhóm đấy thật là tốt. Được không anh chị em? Đồng ý không ạ? Nhá. Ok. Thì sau đây thì Huy sẽ bonus hướng dẫn anh chị em có một cái câu hỏi. Bởi vì Huy ở trong nhóm kín ấy, thì Huy thường xuyên một tuần Huy sẽ có các cái buổi Zoom sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 vào 10 giờ sáng. Thông thường từ 10 giờ đến 11 giờ sáng. Đó. Thì bây giờ là hết giờ Zoom rồi.
Đấy, nhưng mà có câu hỏi đó là nhờ Huy hướng dẫn cách để tạo video ngắn, tạo nhiều video ngắn để đăng trên các nền tảng như là TikTok này, Reel này, YouTube Shop này, Instagram này, đấy, để mà xây kênh. Đó, thế thì Huy cũng sẽ hướng dẫn nhanh, hướng dẫn rất nhanh. Bao nhiêu anh chị em quan tâm đến cái việc mà tạo video ngắn hàng loạt để xây kênh thì anh chị em comment xuống là tôi muốn, thì Huy bonus cái phần này thật là nhanh, đúng không ạ? Để làm sao đến khoảng độ 15 phút là phải xong. Đấy, 15 đến 2 phút cái phần video này nó mất thời gian lắm. Bởi vì là cái việc mà tạo video rồi up video mất thời gian lắm. Thế như bạn bạn Nhung Lê này bạn hỏi hay sao? Hay bạn nào hỏi không nhớ. Nói chung là trong nhóm kín có bạn hỏi. Nói chung là trong nhóm kín ấy, các bạn cứ hỏi chủ đề gì là Huy lại zoom nói về chủ đề đấy. Chỉ cần anh chị em có câu hỏi thôi. Sợ nhất anh chị em không hỏi. Huy rất thích những câu hỏi. Cứ anh chị em cứ cái chủ đề này anh chị em cứ hỏi thật lực cho. Học 3 buổi tối rồi vẫn không làm được. Chuyện này bình thường, bởi vì sao ạ? Học buổi tối là học lý thuyết rất là nhanh. Còn đây là cái buổi thực hành. Huy cầm tay chỉ việc hướng dẫn anh chị em từng bước, từng bước, từng bước một. Và đặc biệt là gì ạ? Là có video quay lại cho anh chị em xem. Nhưng mà chỉ dành cho những anh chị em trong nhóm kín thôi. Bao nhiêu anh chị em ở đây muốn vào trong nhóm kín để nhận rất nhiều những tài liệu của Huy, đúng không ạ? Thì chúng ta tham gia. Đây. Cái nhóm kín của Huy đấy là một cái khóa học. Đấy. Cái khóa học về chat GPT ứng dụng thực chiến này. Đấy, và quyền lợi khi vào nhóm này. 91 ebook làm thay đổi thế giới này. Ebook 91 loại AI làm thay đổi thế giới này, 150 câu lệnh ở 12 lĩnh vực marketing các thứ này. Rồi tham gia 10 Zoom thực chiến giống như này, chia sẻ câu lệnh hỏi đáp khó khăn trong khi sử dụng chat GPT, tặng video 21 tuyệt chiêu tăng tốc hành trình làm chủ GPT, tặng video xem lại khóa học làm chủ GPT từ cơ bản đến đến nâng cao để kiếm tiền. Tặng tiếp cơ hội kinh doanh affiliate, chính là cái cơ hội mà đang nói đây này. Đấy, affiliate với học viện AI này để kiếm từ 2 4 triệu này. Đấy, không cần phải đầu tư cái gì cả hết. Hướng dẫn cách làm chủ và trở thành chuyên gia với cả Midjourney, đấy là cái AI để vẽ tranh. Đó, quà tặng kèm theo ebook 200 câu lệnh thần thánh chắt lọc từ 1.000 câu lệnh do thần Cao Vương chia sẻ. Ebook 101 loại AI do thầy Cao Vương chia sẻ. Khóa học làm chủ chat GPT dài 4 giờ online. Đấy, thực ra là không phải một khóa đâu mà hai ba khóa luôn. Tặng bộ sưu tập 1.094 công cụ AI được sắp xếp theo các chủ đề để giới thiệu ngắn, dễ tìm hiểu, dễ tìm kiếm và so sánh, tổng giá trị 5 triệu 500 nghìn, giá ưu đãi là chỉ có 790 nghìn thôi đó, gửi chuyển khoản luôn thì là gì ạ? Vào gọi là lớp học học luôn, ok chưa? Rồi anh chị em nào chưa có ở trong nhóm kín mà muốn tham gia vào nhóm kín thì comment số 1 nhé. Anh chị em comment số 1 hoặc comment số điện thoại thì trợ lý Huy sẽ kết nối với anh chị em để hướng dẫn anh chị em kỹ hơn nhé. Comment số điện thoại xuống dưới thì trợ lý Huy sẽ hỗ trợ anh chị em. Rồi. Rồi. Bao nhiêu anh chị em bây giờ là Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách làm video nhé.